Ayo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Bài 3, kết cấu bảng báo cáo tài chính cá nhân, cách lập vào Excel của tác giả Grow Coffee thuộc Coffee Team. Và hãy bắt đầu ngay thôi nào. Khi tham gia thị trường như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp rất quan trọng với nhà đầu tư. Họ cần biết nó để xem doanh nghiệp trong quá khứ đã làm gì và hiện tại có những chuyển biến như thế nào và những định hướng ở tương lai. Bản báo cáo tài chính cá nhân thì chỉ khác một điểm duy nhất, bạn chính là nhà đầu tư, là chủ doanh nghiệp của chính công ty bạn lập ra. Bạn là người duy nhất đưa ra các quyết định tài chính, nhưng nếu không có bản báo cáo tài chính cá nhân, bạn sẽ đưa ra quyết định mua sắm, đầu tư, tiết kiệm, cho vay dựa vào đâu cơ chứ? Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi đã quyết định viết một loạt bài viết về tầm quan trọng và từng bước lập bảng báo cáo tài chính cá nhân. Bạn có thể xem lại ở những bài viết trước. Và vậy thì, một file Excel tài chính cá nhân càng đơn giản thì càng tốt. Bạn chỉ cần 3 sheet, trong từng các mục sheet sẽ có các table nhỏ để tiện theo dõi cụ thể. Sheet 1. Dự toán. Như tên gọi, bạn sẽ nhập dự toán cho từng khoản mục như thu nhập từ lương, từ đầu tư, tiền thuê nhà, tiền trả góp mua sắm theo từng tháng. Sheet này sẽ cho bạn biết bạn có đang chi tiêu quá dự định hay không, thu nhập có như dự tính hay không và cần bao nhiêu lâu để có thể hoàn thành được dự định. Sheet 2, sheet tháng. Mỗi tháng bạn sẽ tạo ra một sheet riêng để ghi chi tiết từng đồng tiền đi vào, thu nhập từ lương, bán chứng khoán, tiền lời đáo hạn sổ tiết kiệm, người khác trả nợ mình, từng đồng tiền đi ra, mua sắm, thuê nhà, đi vay tiền từ người khác phải trả và đồng tiền phân bổ lợi nhuận, gửi bố mẹ, đầu tư hay là tiết kiệm. Sheet 3. Thống kê. Sheet này sẽ giúp bạn thống kê tình hình hiện tại thực tế tài sản bao gồm tiền mặt, ví điện tử, tài khoản tiết kiệm, nợ, nợ mua trả góp, nợ tiền ai đó. Theo dõi dòng tiền tiết kiệm, đầu tư. Đây là nơi giúp bạn đưa ra quyết định tài chính dài hạn. Quy trình mỗi tháng ở đây khi thực hiện lập bảng báo cáo tài chính cá nhân đó là: Bước 1, sheet 1, đầu tháng, lập dự toán cho từng khoản mục. Bước 2, sheet 2, giữa và cuối tháng, ghi chú từng đồng tiền ra vào các khoản mục. Bước 3, sheet 3, cuối tháng, thống kê tình hình tài chính cá nhân, đánh giá lại tháng vừa rồi và lấy đó là cơ sở quay lại bước 1, lập dự toán cho tháng tiếp theo. Chỉ với 3 sheet đơn giản, bạn đã hoàn toàn có thể đánh giá được tình hình tài chính hay còn gọi là sức khỏe tài chính của mình ở quá khứ, hiện tại và giúp bạn định hướng tương lai một cách rõ ràng hơn. Từ bây giờ, khi ra một quyết định tài chính, bạn đã có cơ sở để dựa vào rồi. Tại bài viết số 3 này, tôi đã hoàn thành việc đưa ra kết cấu cơ bản của file báo cáo tài chính cá nhân. Các bài viết sau này sẽ đi cực kỳ chi tiết vào từng sheet một. Bạn sẽ lập được một file hoàn chỉnh cùng với những tips cá nhân của tôi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!